Xin chào các bạn nha, hiện là đang cho các bạn coi đây là cái ca trẻ hóa các bạn. Trẻ hóa cải thiện lỗ chân lông và sáng cái nền da các bạn. Thì các bạn thấy là đây là có sự khác biệt là bật hẳn hai tông nha các bạn. Đây, bạn này là làm gói là gói trẻ hóa baby skin, có nghĩa là trắng sáng bật tông và cải thiện cái lỗ chân lông. Đây các bạn nhìn này, cái lỗ chân lông nó hoàn toàn nó cải thiện và nó sáng bóng cái làn da các bạn nha. Và đây là các bạn nhìn đây là hình ảnh trước khi tới la này. Đây, da này thì bị rỗ rồi các bạn, da này là vốn dĩ đã bị rỗ nhiều trên nền da rồi nhưng mà nền da tối màu và lỗ chân lông nó to. Các bạn thấy này, làn da tối và không đều màu, đây là hai bên vạt má này các bạn. Và đây là toàn bộ bề mặt. Đây các bạn thấy đây là toàn bộ bề mặt và hai bên vạt má. Nhưng đây là sau khi làm cái trẻ hóa baby skin là cải thiện cái sắc tố da, nâng tông lên và cải thiện được cái lỗ chân lông của mình. À, các bạn thấy những cái gói này dành cho những cái da ai mà nó không bị khuyết điểm về mụn á các bạn, mà các bạn bị thâm sạm hoặc không đều màu thì các bạn vừa làm cho là cái gói trẻ hóa baby skin này nha. Các bạn nhìn nha, đây là làn da trước khi tới la này đó, các bạn nhìn da không đều màu, tối màu chưa, lỗ chân lông to, nhưng mà bây giờ thì đây là sau khi điều trị tại la nha các bạn nhìn thấy rõ nha. Hai bên mặt má các bạn thấy sạm màu không, và đây là sau khi làm gói trẻ hóa baby skin là trắng sáng da. Rồi cảm ơn các bạn nha. Hiện tại những bạn đã từng được La tư vấn thì các bạn theo dõi đang có cái gói là giảm 5% liệu trình ấy. Đó, cùng với là những bạn mà đã tư vấn rồi thì các bạn có thể inbox lại La để La có thể tư vấn cho các bạn nha. Hiện bên La thì không xâm lấn rồi nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.